Si, re, la, si. Mi, re, si, sol, si, re. Hay quá. Thì tất cả mọi sự này đó ơn bề trên cho. Vâng. Thật thà hiền này. Ăn ở cho nó đúng phải, lẽ nó không thực thà. À, thế ạ. Chào ông ơi, ông giới thiệu chào về cháu. Ông đi ạ. Giới thiệu về ông cho mọi người cùng nghe. Là ông Định ở Thủy Nhai, năm nay ông 80 tuổi. Ông làm được nghề từ 20 tuổi đã làm rồi. Thế là 60 năm rồi ông ạ. Năm nay là đi 80 tuổi rồi, đào tạo cho 3 con trai với 2 thằng cháu rồi. Là 5 rồi với thằng Quân là 7. Có, hiện tại là ở cửa hàng Thức Tín đang có 8 người làm đấy ông ạ. Vâng, bây giờ là có thêm 1-2 con cháu nữa rồi. Vâng. Thế ông sửa chiếc nào đây ông? Ông giới thiệu qua về nghề của ông xem nào. Ông làm từ bao giờ mà ông có chia sẻ những cái kỷ niệm về cái nghề của ông được không? Cái nhiều cái kỷ niệm lắm. Vâng. Được cái đồng hồ cổ chua đồng hồ Nam Vĩnh. Vâng. Để những cái đồng hồ này sửa ngày xưa chẳng ai có nó gì đã phải làm rồi. Vâng. Cái thằng Phú Nhai này Tín này Trung. Cái kỷ niệm nào mà ông nhớ nhất ông nhỉ? Nhớ. Vâng. Nhiều cái kỷ niệm nhớ lắm nhỉ, không hết. Mà ông kể một cái kỷ niệm của ông cho nè. Ví dụ như cái đồng hồ cổng Bùi Chu đó tháo ra 2 lần 3 lần đâu rồi cửa chúa. Cái đồng hồ ở nhà thờ Bùi Chu không? Ừ, đồng hồ trên cổng ấy, mình à, cái đồng hồ to đấy ạ. À, là ông sửa chữa đấy ạ. Lâu rồi sửa chữa thì năm 74 cơ mà. À đấy ạ. Thì con sẽ thấy hình ảnh là trước ông có vào nhà thờ lớn Hà Nội ông sửa chữa đồng hồ nào đấy không? À, cái đồng hồ của ông cha xứ ở đấy. Thì con thấy cũng còn cách đây mấy năm rồi ông nhỉ? 2 năm 3 năm rồi. À, nghĩa là ông có thương hiệu, có uy tín lớn đấy, người ta mới tìm đến ông như thế. Công đoàn này làm ở trong ấy. À. Làm thì không biết là giờ còn chạy không chạy. À, nhưng mà con hỏi thêm như là nghề này là ai dạy ông hay là ông tìm hiểu như nào? Giờ nói đến ngành nghề phải học. Nhưng ai là cái người thầy dạy mình có học hay không? Thầy thì chỉ có dạy đến cái ấy như vậy này vậy đấy, còn thầy cứ phải chữa đi tự mình phải học lấy đấy. Là thầy nào dạy ông nhỉ? Thầy già thì chết lâu lắm không, nhưng mà ngày xưa thầy ngày là xưa thầy dòng hay là thầy gì ạ? Du Xe Trần Ngọc Bính. Đấy là thầy dòng ấy là chung Bùi Chu. À, máy móc, máy in, máy giấm, rồi máy nổ, máy nung, cắt thức xây dựng kiến thiết, cậu học ở đấy mà ra. Các cái là học từ để cả đồng hồ rồi cứ bắt học để làm đi chứ. Vâng. Mình tự mình phải làm phải học. Hay quá. Thì tất cả mọi sự này đó ơn bề trên cho. Vâng. Thật thà hiền này, ăn ở cho nó đúng phải lẽ là nó không thực thà. À thế ạ, vâng. Rất cảm ơn ông đã chia sẻ. Phú Ca Nâu Rầu 2000. Đây là ông Phạm Đức Định này, ông đang sửa chiếc đồng hồ Odo. Cái tình trạng chiếc này như nào ông ơi? Rối loạn côn. Gì nữa ông? Từ nó đứt to bé nữa thì thay chiếc chẳng cả. À, ông ở gông này những nốt nhạc gì đấy không? Đây là gông này. Rề son đấy. Có mấy nốt à? 6 nốt. Sảy. Mí, rê, chỉ. Sài bốn là khác. Đúng rồi. Ba sài khác đều là... Quay ngóng tỉ. Đúng là thợ. Bây giờ con này hiện tại là con này nó đang đánh nửa bài nọ nửa bài kia bố ạ. Đấy. Vâng, chào các bác. Đây là ông Phạm Đức Định. Cụ năm nay gần 80 năm tuổi rồi. Cụ rất giỏi trong việc sửa chữa đồng hồ. Và kinh nghiệm của cụ đã có trên 50 năm, gần 60 năm nay rồi. Và hiện tại cụ đang sửa một chiếc đồng hồ do anh khách Xuân Trường Nam Định đưa đến.
nó đang đánh nhạc nó không đúng. Đấy, bây giờ cụ nhờ cụ tháo ra cụ chỉnh lại cho cái. Đây, 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 thao tác của cụ đấy ạ. Cụ gần 85 tuổi rồi đấy ạ. Đây là thân sinh của tất cả anh em trong cửa hàng đồng hồ Thức Tín. Cửa hàng đồng hồ Thức Tín có địa chỉ tại số 45C Giảng Võ Đống Đa, Hà Nội. Và đây là ông thân sinh, cụ Phạm Đức Định. Hôm nay cụ gần 80 tuổi, gần 85 tuổi rồi ạ. Nó cứ đánh nửa bài nọ, nửa bài kia của. Đang theo dõi cụ Phạm Đức Định sửa chữa đồng hồ đấy ạ. Còn những bác nào ở Nam Định thì các bác có thể mang qua cho cụ tại số địa chỉ là xóm 3 Xuân Thủy, Xuân Trường, Nam Định. Tuấn nó chào bà đấy. Các bịt khẩu trang các bạn không biết. Vâng ạ, các bác ở quê thì mọi người rất là thân thiện. Gặp ai cũng chào. Tình cảm làng quê đây. Chào anh tên gì anh nhỉ? Mình tên là Thông. Vâng ạ, anh giới thiệu qua với anh tí đấy ạ. Mình ở Xuân Phương, Xuân Trường. Hôm nay là anh mang chiếc đồng hồ này cho cụ sửa chữa đấy. Mình thường xuyên là mình cũng có một số đồng hồ là thường xuyên nhờ cụ bảo dưỡng cho. Cụ có uy tín từ lâu rồi, từ xưa rồi. Quay rõ hơn để nhìn các thao tác của chiếc này nó bị là sao ông nhỉ? Chắc rồi đấy. Không nói qua tình trạng để mọi người không có rồi. Tiền. Giờ nó mới khỏi này. Khỏi rồi vậy. Cụ bị đập là nó vào đúng vị trí là được thôi. Con này con thi thoảng cứ lôi ra còn nghiên cứu có khi nào mình không biết ấy, lắp sai không ra được. Và bởi vì lắp sai giờ phải đến nhờ cấp cứu cho cây này. Thì nó có tỷ lệ thì nó đúng mà không có tỷ lệ thì nó sai. Và thì cứ đúng tỷ lệ nó. Ngồi xem cụ làm nhiều rồi nhưng mà chưa học được cái gì. Đang học được. Và xem cụ làm rất nhiều đồng hồ rồi. Cứ về mày mò nghịch đấy nhưng mà nó chưa ra được. Nó sai lại nên nhờ cụ đặt lại. Con rể nghĩ về xì xoài gì đấy đấy. Mặt thứ ba. Hơn thua so với chính mình. Hôm nay mình phải hơn mình hôm qua. Đấy. Ngày nào cũng phải tích lũy kinh nghiệm. Chứ còn hơn thua so với người khác trước. Thì mình chỉ có thiệt. So với chính là lấy nó là đánh này cái gì chẳng có cướp gì không. Cháu ơi, ông cho con xin cái số điện thoại của ông tí. Ghi vào. Đây là một chị xin số điện thoại của ông để sửa chữa đấy. Hơn thua so với chính mình. Hôm nay mình phải hơn mình hôm qua. Hay quá. Thì tất cả mọi sự này đó hướng về trên cầu. Vâng. Thật thà hiền này. Ăn ở cho nó đúng phải lẽ là nó không trực khỏi.